Hello everyone, welcome back to my team game play channel. Chào bạn đoàn trở lại kênh game play mình với series 4 tựa game trong video hôm nay. Hãy bắt đầu với tựa game đầu tiên trong video của bạn nào. For game full play, full game play walkthrough Ice Cream 4. Bắt đầu ngay nào bạn, let's play. Ok, hãy cùng bắt đầu cứu những người bạn của chúng ta và chúng ta vào nhà máy bắn kem ngay nào bạn. Cho nó mở được chiếc lồng để ra ngoài được các bạn. Ok, làm sao để giúp con robot đi ra đây và vào được các phòng kia các bạn nhé. Bring ice cream. Fresh ice cream we found. Put it here. Cần tìm được Chopfy để lấy các. There is. Ok, khiến tóc ra nổ luôn rồi các bạn. Sử dụng chiếc lục giác này để tháo những chiếc đĩa vào đây rồi các bạn. Okay, vậy chúng ta ra được phía bên này của nó một bạn. Lưu ý xem có còn có kem của sát lại đây không bạn nhé. Đây rồi. Ta chịu thang đây này. Sao qua trái này có kem màu xanh nhé bạn. Mấy chiếc bình cứu hỏa này nào. Đi phá trước trần nhà ở khu vực còn cho vào nắp thang này. Mở lắp đường quay này nào bạn, không có đi đâu. Cầm ra đây các bạn, yellow ice cream.
Anh đặt cái kem vào cho máy nào. Những cái kem giống như một điều kiện đủ để chúng ta có thể lấy được cái viên kẹo bên trong này vậy các bạn. Hãy tìm cái tủ đồ khớp với sức khỏe các bạn nhé, cho sẽ mở nó được, có thể mở nó ra được các bạn. Đây rồi, ta sẽ check pet vào cho cái đấy. Bỏ nó lên phía trên đây của đường ống được ạ. Ta sẽ quay trở lại phía bên kia này chiếc kẹo này. Super sticky gum. Super sticky gum. Về và cho anh để ý những con số trên bức tường này các bạn. Number 5. Năm tám các bạn. Nó số cuối cùng cho cả một đôi mò rồi các bạn. Ok, ta lấy được phần vừa. Nhìn trên dây này. Sử dụng loa chất dính cho 4 góc này nào. Quay trở lại lấy cổ súng luôn các bạn. Bây giờ thì bấm một phát là dùng quay bút đây các bạn. Nó sẽ ngã xuống dưới đây các bạn nhé. Ok. Cho có thể đi được vào trong căn phòng này các bạn và giải cứu những bạn chúng ta trốn thoát ở đây các bạn nhé.
và mình cũng vận chuyển hàng. Ta sẽ ice cream 3. Bắt đầu luôn nào, let's play now. Và chỉ là chiếc chìa khóa của cửa nhà gọi để chúng ta có thể mở cánh cửa và đi ra khỏi đây. Dừng lên cho station. Chắc là sao khách kìa. Bây giờ đây nào bạn. Chắc là mới giúp mũ đỏ nhỉ? Bad hat. Đưa lên chiếc xe máy nào bạn. Ta sẽ đi sang kia lấy chiếc xe trước đi. Đưa chiếc xe máy đi nào bạn. Chiếc xe của mình xe là bạn. Ok, sau đó sẽ dùng chiếc xe để hoàn thành những nhiệm vụ này. Thank you.
Đấy, xe xuống đây các bạn. Đây có gỗ tiếp theo các bạn. Gỗ đầu tiên ta có thể tìm được ở đây rồi. Ok, chúng ta tìm con gỗ đầu tiên các bạn. Cùng tiếp tục về Metro Station. Có trả lời 20 đô cả nãy các bạn. Tạm thời bỏ cả 20 đô lên xe này bạn. Okay. Sau khi đi đôi giày cũng như độ chú trong ta thì ông ta sẽ đưa cho chúng ta chìa khóa này. Là con gỗ thứ hai cho có thể tìm được ạ. Cho ra di chuyển cho tôi. Ngoài đây các bạn cho tìm thấy chìa khóa của căn nhà ở phía trên cây rồi. Ok, đây còn chính là con gỗ thứ ba các bạn. Tôi mình sẽ các bạn đi tìm con gỗ thứ tư cũng là con gỗ cuối cùng các bạn này.
nổ vào cánh cửa này bạn đi xoay này. Hãy để ý đến con số trên biển tín hiệu đây bạn nhé. Page 1 and 3. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find these clubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Okay, đây chính là con lửa cuối cùng cho cần phải tìm được để có thể nắp vào chiếc hộp kia. Đây là mình đã hoàn thành xong phần 3 của bên ice cream này, của mình chuẩn bị tiếp theo trong lần này nào. Là chiếc ice cream chu. Chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Oh, my plan is going perfectly. Cho lấy những cái lính bạn. Và phía sau những cửa xung quanh.
Ok rồi, chúng ta cần được tập thể các bạn. Có thể giúp cho thầy đi vào trong này. Welcome to the secret lair. I am the king. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I can do something with this. Good to... No. To the next Ok, chúng ta sẽ lấy chiếc bình ga mini này các bạn, mang về. Summer 3 để hoàn thành tiếp nhiệm vụ. Cô rũ tay đây các bạn. Các bạn phải thăm đến ngay bây giờ và sẽ lấy được quả diêm từ đây các bạn nhé. Cái gốc quẹt bỏ vào trong này. Is anybody looking? Ra mình đi nào bạn. Thank you.
chuyển về xong rồi chuyển. Đây chính là chiếc đồng hồ hình dạng con mèo các bạn, giúp ra giúp sử dụng nó để làm chiếc đồng hồ bấm giờ các bạn nhé. Được kích hoạt rồi. Chọn lấy chìa khóa được. Is anybody watching? Có mùi về hơn đây rồi, cảm thấy cô lại ra này. Đây là một số gọi này, chúng ta sẽ chuyển sang cái bên. Tiếp theo là cái bên này. Và chơi phần đầu tiên của em này, Ice Cream One. Cái thùng này để tìm mã code bạn. Thằng Wood chắc chắn nằm xuống cái thùng của cùng rồi. Xô đi các bạn. Cái gì chuyện này? Ôi, no. Đi chuyển lại về quán cà phê này. Mình quên mất cho xem ai là người trực tiếp theo trong quán cà phê này. Tôi di chuyển về playground. Chúng ta đang nghe tiếng động, chúng ta sẽ đến đấy các bạn. Hãy sắm cho tôi một khẩu súng này. Và những đầu xu vào trong bên nhà tài khoản. Finish him.
Có thể băng qua đây qua đường ống này được không ạ? Trong chiếc áo của bảo vệ ở trên ghế đây có một chiếc chìa khóa như tôi cần này bạn ạ. Đó chính là office key. Cuối cùng trong video mới giới thiệu cảm ơn mọi người đã theo dõi và mọi người xem phần video có thú tiếp theo của mình. Thank you and see you soon. Goodbye.